Bắc Nam chờ đợi cuối thình, sẽ lo vận chuyển thân hình xác ta. Tức là Bắc hay Bắc hay ngoài Nam, trong Nam mình cũng vậy. Thầy nói chờ đợi thầy đi, sẽ lo vận chuyển thân hình xác ta. Rồi viết lên một khúc ngâm nga, dặn dò bổn đạo vị mà mấy chương. Ta giàu có cách thôn hương, dạng danh cứ chữ hiền lương mà làm. Nếu mình làm được cái chữ hiền lương như Đức Phật mình dạy, thì Bắc Nam chờ đợi cuối thình sẽ lo vận chuyển thân hình xác ta. Chừng đó quý vị mới gặp thầy. Quý vị cứ bền gan đi, khi mà thầy trở về, chừng nào thầy lại gia chung thì trong bổn đạo bóng cùng phụ che. Đó, thầy về cứu cái nước Việt Nam mình trước, là tức là Bắc ngoài Bắc thầy cũng cứu, mà trong Nam thầy cũng cứu. Chờ đợi cuối thình, cái năm thìn á, sẽ lo vận chuyển thân hình xác ta. Tôi không khẳng định là nói năm nay năm thìn này, nhưng cái năm thìn nào thì tôi cũng không được biết. Cái mạng tôi mà ngày mơ chết hay sống tôi còn không biết nữa, tôi biết gì nói. Cái năm thìn này đó quý vị, nhiều diễn biến, nhiều thiên tai, nhiều chuyện dị kỳ, quý vị chờ đón coi. Chứ tôi thì không dám nói chuyện đó, tại vì tôi là bà phàm, sức phàm phu của mình á, không có thể, tôi không có dị ứng như mấy cái anh mà thiên cơ thời cuộc được. Tại vì cái bản chất tôi hồi đó tới giờ là vậy đó, biết tới đâu tôi nói cho quý vị. Nói chừng nào thầy lợi gia chung, gia là nhà, mà chung là giữa nhà, thầy sẽ ngồi ngay chân cái bộ ngựa trên nhà Đức Ông, chứ không có về sau hè, không về nón lá gì hết. Nhưng mà thầy nói là thầy về 7 ngày rồi thầy sẽ vắng mặt nữa, để cho tín đồ tôi trả quả. À, chừng đó ông Năm Chèo sát phạt. Đó, trong 7 ngày đó, ông Năm Chèo sát phạt, gắn to tên gọi mãn xà, trên gừng nó xuống nó tha dương trần, ai mà ăn ở, nghinh ngang đón đường nó bắt xé tan sát hồn. Đó, rồi đó, qua 7 ngày, chiến tranh thảm khốc toàn lê thứ, thầy con biết, toàn thế giới rồi. Thư nổi bá gia, cảnh lạc lầm, rồi cảnh thảm khổ chiều mai sẽ đứt, sao dân còn chiếu mến trần mê, rồi mắt nhìn ngoại quốc thảm thê, nam bang cảnh khổ cũng kề bên tai. Đó, ông Phật ổng có quyền dạy cả thế giới này, có quyền quyết định cả thế giới này, nhưng mà để cho họ trả quả, họ sát phạt với nhau. Nên sau này ông Thánh ông mới nói một câu là giặc dậy lăn xăng giặc dậy, đánh nhau tầm bậy đánh nhau. Nước nào ở đâu đánh đó, dặn nghèo thấy ngó dặn nghèo. Người chết bá bèo người chết. À, đâu đâu tan nát, đâu đâu nói cho mà gầu. À, thành thử ra sau này nè, thí dụ bây giờ, cái đất, ông đó, ông là tổng thống Mỹ đi. Cái ông binh ông Putin đi, ông giúp đỡ ông Putin. Mà cái ông phó của ông thì không chịu ông Putin mà muốn giúp đỡ cho ông kia. Thì hai ông cãi giả nhau thì nước ổng đánh nước ổng. Nó giặt dậy lăn xăng là gì? Nó sát phạt lẫn nhau hết trơn. Thành thử ra để lọc lừa gạo cội như son. Nam mô A Di Đà Phật, lời kính Đức Phật, lời kính Đức Thầy. Hôm nay nhân duyên mấy anh em gặp được cô Tư để hội đồng sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật và lễ kép kính cầu quý vị cộng đồng mạng, chào quý vị đồng đạo ha. Mà Đức Quỳnh giáo chủ nói tiếng này là thầy nói chứ không phải tôi nha. Con rồng mới nửa gút nanh mà trong bá tánh thắt thanh hải hùng. Hay là chừng nào tôi được hết khùng thì là danh sự còn dùng làm chi. Tức là thầy muốn nói về thế giới chiến tranh. Quý vị nên tu gấp đi quý vị. Bây giờ cái thình nào thì kệ. Bây giờ mình cứ lo tu, lo niệm Phật từ hơi thở. Còn cái chuyện can qua thời cuộc thì để ông nhà nước, để cho các vị mà có lãnh đạo đó người ta lo đi. Nên Đức Quỳnh giáo chủ nói là can qua dân chúng chớ buồn lo, tích đức trời ta chốn hẹn hò, tiên cảnh Phật đài thêm xem được gỡ, hoàn cầu đến đó ấm cùng no. Thành thử ra quý vị ơi, tôi có nghe có một đồng đạo diễn giải là tu mà đừng có tu siết, tu từ từ thôi. Không biết cái từ từ là sao mà thầy kêu tu gấp gấp nếu không quá trễ, chừng đối đầu khó kiếm điên cùng. Gấp gấp tức là mà gần lắm rồi, quý vị nên tu gấp đi. Chuông kia treo sợ chỉ mành, chẳng lo thân phận mà lo dành bốn mong. Đó, thiếu chung phải liệu cho xong, đến chừng gặp Chúa mới mong trở về. Đó, chứ thầy nói bây giờ kẻ sở người tề, hiền lương đến hội cũng tề với nhau.
Đó. Dầu cho quý vị ở nước nào đi nữa, hiền lương đến hội thì quý vị tu đắc quả, quý vị cũng sẽ trở về Nam để kề với nhau. À, thưa quý vị, đời hạ nguyên mạc tặng này mình chỉ còn tu thôi. Mà tu để làm gì quý vị? Tu là gì? Tu là trao sữa. Sửa xấu ra tốt, sửa dốt ra thông, sửa dại khờ thành đúng đắn. Nhưng mà cái người tu mà quân tử là phải chánh nhân, quân tử mới gọi là tu. Còn cái người tu mà bóc bên đây, xước bên kia thì chưa phải là tu chánh nhân đâu. Quý vị đừng mượn đạo tạo đời nữa. Hổm gài tôi thấy trên cộng đồng, dầu mình chưa đủ tài lực đổn đương việc lớn, chưa gặp thời cơ giúp đỡ quê hương, ta hãy gánh tránh đừng làm điều gì sơ sức đến đâu làm cho nước nhà đau khổ. Và đừng giúp sức cho kẻ ngoại địch gây sự tổn hại đến đất nước. Quý vị cứ xôn xao hoài, nói những lời thất thiệt hoài thì coi như là quý vị không có đúng đâu. Nó là bên Phật giáo giáo hòa hảo của mình à, từ cái anh cộng đồng mạng, từ cái anh YouTuber. Cái chuyện mấy anh làm YouTube, anh kiếm tiền thì ở đây người ta không nói rồi. Nhưng mấy anh cũng vừa phải thôi. Mấy anh đừng có dựng chuyện nhiều quá, làm có sai lạc người ta. Hổm gầy nè, có cái bà đó mới đứng lên mà nói nè, đạo Phật giáo hòa hảo tôi nghe Đức Quỳnh giáo chủ dạy tín đồ là không mê tín, rồi dựng chuyện lên nói đủ thứ là quý vị mê tín bị đoan, làm cho người ta phỉ báng đạo mình. Dạ thưa cô Tư, Đức Thầy có để câu gì nữa Tư, thì nói là ngũ hành cùng các chư thành từ đây khắp đến xuống gần chúng sanh, rồi chung kia treo sợ chỉ mành, chẳng lo thân phận lo dành bớm ông. Rồi. Là cái đó là ngụ ý là Đức Thầy nói như thế nào? Ngũ hành cùng các chư thần từ đây sắp đến xuống gần chúng sanh, tức là các chư thành từng giảng năm canh về thượng giới tâu qua thượng đế, sổ tội ác thì vô số kể, còn làm gian thì quá rồi. Chư thần này từng giảng năm canh hết rồi, hai bên gia giác quý vị đã có một ông thiện và ông ác ghi. Quý vị mở lời nói chuyện bắt chánh là người ta đã ghi cho quý vị rồi. Quý vị đừng ở đây nói bắt chánh hoài, quý vị đừng mong gặp mặt thầy tổ. Nó củ hành cùng các chư thần từ đây sắp đến xuống gần chúng sanh, mấy chuông kia treo sợ chỉ mành, chẳng lo thân phận lo dành bướm ông. Tức là cái chuông bao nhiêu tấn mày keo cũng cộng chỉ à. Thầy nói mỏng lắm rồi. Đời này, đời nay mỏng tợ màn thưa, thiên trong lê thứ chẳng thừa một câu. Phải không? Thành thử ra quý vị hãy lo tu để cứu vớt cuộc đời của mình, chứ đừng có nói những lời thất thiệt nữa. Quý vị biết rồi, ông Phật mà lâm phàm có sứ mạng đàng hoàng, mà quý vị còn cổ xí những người này thay thế này kia xuống nữa thì... Nhưng mà bây giờ tôi nói cho quý vị nghe nè, bên Phật giáo hòa hảo chúng ta, quý vị lắng tai nghe nghe. Thầy xuống đây là kiếp chót rồi. Thầy nói nè, lần thứ chót gọi lời kêu thúc, thầy nhắc cho bổn đạo gõ lòng. Chừng ơn trên ban được lục thông, thầy mới được Tây Đông Du Thiết. Hay là thằng lần thứ chót gọi lời kêu thúc. Không phải chứ. Nào quản sát thân kiếp chót này đây ha? Lại tiếc chi thân phàm tục, không vì tình cốt nhục, tương thân cũng ủng hộ chở che cho sát phàm bớt nổi cực hình. Đức Quỳnh giáo chủ đã khẳng định ngài lâm phàm xuống đây là kiếp chót, không còn ai thay thế thầy hết. Mà quý vị biết là thầy nói là chờ mở cửa quỷ dương xuống thế, nó tạo hết quỷ già tới quỷ vừa vừa. Mà quý vị làm cho cộng đồng mạng lại tốn tiền phiên với quý vị cộng đồng mạng, tiền mình mằn mệt, quý vị hãy giúp cho kẻ đối với nhau. Đó, thầy gọi quý vị là hát tiêu bớ kẻ giàu sang, mau mau làm phước làm gian cho rồi. Đến lâm cảnh khổ có ta với lệnh Phật bà cứu vớt dùm cho. Đó, quý vị đừng có gửi tiền về bằng cách vô lý nữa. Rồi. Đức Thầy nói là thiên cơ biến đổi can qua, ngẫm trong thế giới còn đôi ba phần, mau mau kiếp kiếp chuyên cần chúng sanh còn có lập thân hội này. Quý là Đức Thầy nói đồng dân thế nào không? Tôi trình giải cho bác nghe. Thì Thầy nói cái thiên cơ thời cuộc này chỉ có Thầy mới có quyền lộn thôi. Còn mình mà dựng lên nói cái này thiên cơ, cái kia thiên cơ, cái này thời cuộc, cái kia thời cuộc là đều cổ xí hết. Biến đổi can qua, gẫm trong thế giới còn đôi ba phần. Thế giới này còn mấy phần thì quý vị chờ coi. Hả? Mau mau kiếp kiếp chuyên cần, tức là Đức Thầy biểu quý vị phải lo tu đi, kiếp kiếp chuyên cần đi. Chúng sanh còn có lập thân hội này. Đó. Từng quần thiên địa định, thiên địa đổi thay. Đó. Thật chứ không phải là diễn biến rồi không đâu. Thầy phải lựa những đứng tu hành cao công quả để ban cho xứng vị xứng ngôi. Đó. Chứ quý vị ở đây mà nói những lời thất thiệt hoài thì quý vị không có được chọn đâu. Rồi cái can qua thời cuộc quý vị cũng không có thoát qua được nữa. Nên quý vị hãy trở về con đường chánh đạo của mình. Mà cái người chánh đạo thì sao quý vị?
Thầy nói đến với ta chớ đem đồ cúng chỉ đem theo hai chữ thành lập. Bây giờ quý vị lên cứ cộng đồng mạng ơi, gửi tiền về đi, mua gạo cho. Rồi quý vị cái bài này thường quả phước ấy cơ báo ứng. Chẳng biết thân còn con chứa đựng quả bắt lành chưa trả gia thêm. Cái ông sư này ổng không có cứu cho quý vị được đâu. Tôi kể cho quý vị nghe một mẫu chuyện ngày xưa Thích Ca, Đức Thích Ca Mâu Ni từ phụ mà dòng họ họ Thích đó, là bị chi đuổi để tàn sát mà ông Phật Thích Ca mà ổng còn cứu dòng họ ổng không được. Đó. Nên ông thị giả của ông thấy như vậy mới bỏ trong cái hồ lô đó, đặng đem cái dòng họ Thích ông ra, nhưng mà tới chừng đổ ra thì thành máu không. Là quý vị biết không, thiên định mà, mình tạ gây cái quả nào thì mình sẽ trả cái quả đó thôi, không ai ban phước giáo quả cho ta được hết. Nên Đức Phật nói với A Nan, này A Nan, giải thoát là đạo Thích Ca, cầu xin lại lục là ma dạy người. Quý vị đem tiền lại kêu ông sư cầu cúng cho quý vị là ma dạy quý vị, chứ không phải Phật dạy quý vị đâu. Không ai mà đổi lực nhân quả được đâu quý vị, không ai ban phước giáo quả cho mình được đâu. Rồi cứ hỏi đi, hỏi đi. Dạ thưa cô Tư, thì thầy nói là mẹ cha là kẻ trọng ăn, cũng nuôi báo hiếu lúc thân yếu già. Cái gì đó là cái đoạn văn đó là thầy nó dạy mình đó, mình tu thế nào để cho tròn bổn phận làm con với cô Tư. Dạ thưa quý vị, cháu nó hỏi xin đọc tiếp hai câu. Dường linh đôn quải mới là có kỳ cúng nấy vậy mà dân ơi. Ta là thân phận làm tôi, phải đền phải đáp cho rồi mới nên. À, thưa quý vị, mẹ cha là kẻ trọng ăn, dưỡng nuôi báo hiếu lúc thân yếu già. Tức là ai sanh, ai đẻ mình ra để có hình hài này, để hoạt động. Từ thở bé cho đến lúc trưởng thành đủ trí khôn ngoan. Trong khoảng bao nhiêu năm trường ấy, cha mẹ ta chịu biết bao nhiêu khổ nhọc. Nhưng sanh ra cha mẹ là nhờ có tổ tiên. Nên phận làm con của chúng ta phải nuôi dưỡng cha mẹ. Khi còn sống, chúng ta phải lo từng miếng ăn, thức uống, chỗ ngủ. À, phải cung cấp đầy đủ. Khi cha mẹ quá giảng hãy tu cầu cho linh hồn được siêu sanh nơi miền cực lạc thoát đọa trầm luân. Đó là quý vị đền ơn xuất thế gian. Cái thằng con cũng tám đây nó quậy. Rồi quý vị ơi, chứ không phải quý vị đem tiền mà vô chùa kêu sư cầu cho quý vị được đâu. Hay là mình đem mình cúng chùa mà ấy đâu. Chỉ quý vị tự tay làm thiện, quý vị giấy hồi hướng công đức cho cha mẹ quý vị được thì mới là được. Xin kể cho quý vị nghe một mẫu chuyện mà ngày xưa có ba ông đồng đạo này cãi giả với nhau. Thầy ở trên thầy đi xuống thầy hỏi ba ông cãi chuyện gì quá vậy. Ông này ông mét với thầy, nói thầy, ông này ông nói ông giàu, ông cúng mâm cao cổ đầy, vậy là ông là con có hiếu. Rồi cái ông kia thứ hai ông mới nói là mấy bay lu bu hoài tao động tâm. Thì ông thứ hai mới vậy là tôi nghèo tôi không có hiếu sao. Thì thầy mới nói tôi nói cho ba ông biết, cúng nhiều thì tội nhiều mà cúng ít thì tội ít. Cái ông thứ ba nói vậy, thầy nói vậy sao có đường đi thầy. Thầy mới chở lên cái gác, thầy viết tám câu báo hiếu đạo nhà, xin tạm đọc quý vị nghe. Quải đôm cúng tế lệ xưa nay, sát vật trâu heo đứa mị bạc. Kẻ mắt cho ăn si khó hiểu, người còn bạc đãi lạ lùng thay. Cháu con báo hiếu theo nhà Phật, cha mẹ qua đời thụ lệ trai. Trong sạch nghĩa nhân gì mới đáng, hồn linh siêu thoát nhẹ cao bay. Chỗ nào mấy ông không có đường đi. Tức là mình phải báo hiếu cha mẹ mình theo lời của Đức Phật dạy. Chứ đừng đem tiền lại cúng cho một người sư nào đó, một ông thầy chùa nào đó, hay ông tu sĩ bên tôi nào đó để cầu phước giá quả thì không có được đâu. Tại vì Đức Phật không có ban cho ai được. Cả dòng họ của Đức Phật ngày xưa Đức Phật còn không cứu được những gì. Thì quý vị nhớ là mình làm tội sẽ hưởng tội. Còn những hạng ăn đồ cúng kiến mà làm cho hết bệnh là tà thần. Nếu ta cúng kiến mãi nó ăn quen sẽ nhiễu hại ta. Nên quý vị hãy trở về nội tâm của mình, đừng bày ra tiệc vũ linh đình. Quý vị Bắc Nam chờ đợi cuối thình, sẽ lo vận chuyển thân hình xác ta. Tức là Bắc hay Bắc hay ngoài Nam, trong Nam mình cũng vậy. Thầy nói chờ đợi thầy đi, sẽ lo vận chuyển thân hình xác ta. Rồi viết lên một khúc ngâm nga, dặn dò bổn đạo vị mà mấy chương. Ta giàu có cách thôn hương, dạng danh cứ chữ hiền lương mà làm. Nếu mình làm được cái chữ hiền lương như Đức Phật mình dạy thì Bắc Nam chờ đợi cuối thình, sẽ lo vận chuyển thân hình xác ta, chừng đó quý vị mới gặp thầy được. Chứ bây giờ đừng có nghe cha nào nói mai thầy về, mốt thầy về, mấy con đó nó cổ xí thôi.
cái mạng nó không biết ngày mai nó chết hay sống nữa, nó biết chừng nào mà thầy về nó phát lát cho quý vị nghe thôi. Nên quý vị cứ bền gan đi, khi mà thầy trở về chừng nào thầy lại gia chung thì trong bổn đạo bóng cùng nó phụ che đó. Thầy về cứu cái nước Việt Nam mình trước, là tức là Bắc ngoài Bắc thầy cũng cứu mà trong Nam thầy cũng cứu. Chờ đợi cuối thìn, cái năm thìn á sẽ lo vận chuyển thân hình xác ta. Tôi không khẳng định là nói năm nay năm thìn này, nhưng mà cái năm thìn nào tôi cũng không được biết. Cái mạng tôi mà ngày mơ chết hay sống tôi còn không biết nữa, tôi biết gì nói. Nhưng mà tôi chỉ lựa theo lời Đức Quỳnh Giáo Chủ nói thôi đó. Bắc Nam chờ đợi cuối thìn sẽ lo vận chuyển thân hình xác ta. Nhưng mà cái năm thìn này đó quý vị, nhiều diễn biến, nhiều thiên tai, nhiều chuyện dị kỳ. Quý vị chờ đón coi. Chứ tôi thì không dám nói chuyện đó, tại vì tôi là bà phàm, sức phàm phu của mình á, không có thể, tôi không có dị ứng như mấy cái anh mà thiên cơ thời cuộc được. Tại vì cái bản chất tôi hồi đó tới giờ là vậy đó, biết tới đâu tôi nói cho quý vị nghe tới đó thôi. Tôi chỉ dựa theo giảng của thầy nói thôi, chứ cái chuyện mà thiên cơ thầy nói chừng nào thầy lợi gia chung, gia là nhà mà chung là giữa nhà, thầy sẽ ngồi ngay chân cái bộ ngựa trên nhà Đức Ông, chứ không có về sau hè, không về nón lá gì hết. Nhưng mà thầy nói là thầy về 7 ngày rồi thầy sẽ vắng mặt nữa để cho tín đồ tôi trả quả. À, chừng đó ông Năm Chèo sát phạt đó. Trong 7 ngày đó ông Năm Chèo sát phạt gắn to tên gọi mãn xà, trên rừng nó xuống nó tha dương trần, ai mà ăn ở nghinh ngang đón đường nó bắt xé tan xác hồn đó. Rồi qua 7 ngày đó thầy sẽ trở về để thu phục con sấu Năm Chèo, chừng đó ông mới trở thành một con lăng mã, thầy mới cỡ trên lưng của ông đó. Nhưng mà ông Năm Chèo chúng ta, ông có một điều kiện ngay nghe quý vị, người tu thú ấy cúi đầu, người không tu niệm ngõ hầu nó mới ăn, chứ không phải ai ông cũng ăn hết đâu. Rồi gắn to tên gọi mãn xà cái gì nữa, quý vị mà tu đọt chuẩn thì đừng mong con gắn đứa sát phạt quý vị. Chỉ trừ ra mình láo phép, mình bỏ đạo, mình không giữ đạo, gặp ai theo nấy, rồi khi mà thầy về thì bò lỡ thưa thầy, nhà con giữ đạo chờ thầy. Cái ở sau lưng đó, cái ông đó nắm cổ con nói mày ở nhà mày chiền của tao. Cái chừng đó thầy nói thôi bái bai con nghe đệ tử, con ai nấy gắt ra tài đố thi má. Nên ông Ba Thế ông nói còn một đoạn cột kèo gãy dách gì đó, xa dách, người không tu là sạch bách sạch trơn đó, ớn không. Rồi kẻ hung chừng ấy làm mồi cho bài ác thú, đền bồi tội xưa, bây giờ còn mãi lọc lừa, chẳng lo kiếm chỗ đục mưa sau này. Đục mưa là quý vị đục trong cái cuốn giáo lý của thầy là chỗ đó quý vị đục mưa đó. Hiền lành chừng ấy sung dày, quân thần cộng lạc mấy ngày vui chơi, đến đó ta mới mừng cười, nhìn xem ngọc đế giữa trời định phân. Nhân hoàng cũng mở, địa hoàng cũng mở mấy tầng ngục môn, từ chừng đó xem thấy ghê hồn, cho chàng coi thử có mà hay không. Thiên hoàng cũng lấy đẻ công, cũng đồng chừng trị kẻ lòng tà gian. Ấy là đến lúc xê sang, tam hoàng trở lại là đời thượng quân đó. Nhưng mà chừng nào trở lại thì tôi không biết, tôi chỉ đọc văn tự của thầy tôi trở lại cho quý vị, nhắc quý vị để quý vị mà tu thôi đó. Thành thử quý vị ơi, không có còn xa nữa đâu, quý vị hãy nên trao thửa thân tâm, lọc lừa gạo cội như son đỏ đều. Mà ông Ba Thớ nói nước trong thì lọc lại một bồn, còn đồ cảnh cáo bắt đồn đổ đi. Chiến này là tụi bay không tu là tao xúc luôn tụi bay. Để nó kêu nhắc lại lời của Đức Phật thầy Tây An, ít lời nhắn nhủ xa xăm đồng bào, ra đi chưa định chỗ nào, bớ dơ lữ thứ vào tâm chung. Nhớ quê hương dạ ngọc chứa trang đó. Cái câu đó là bên sấm giảng của Đức Phật thầy Tây An. Còn 33 chữ đờn thì của Đức Phật Chùm. Khi mà Đức Phật thầy Tây An ngài viên tịch thì ngài mượn xác ông Phật Chùm của mình, ổng tên là Ta Bon, nên ông mới nói là ti, Đức thầy mới viết là ti gần phần xác cao mên, hồn trùng của Phật xuống lên dạy trần. Thưa quý vị, ở cao miên vì mến đàng hoàng, trở về Nam đặng có sửa sang cho thiện tính, gỗ nhàng chân lý đó. Nên ông Phật Chùm mình ông mới xưng là ông sanh tại tỉnh Hồ Quảng, lão ông ra đời gầm tháng 2 chân sáng vị thờ, lý nghĩ danh lão ai ơi có tường, chiếc kinh kiền khắp bốn phương, tự ti đạo đức ai tường thì chi đó. Nên Đức Phật Chùm dạy chúng ta là văn ôn võ luyện, đem tài ứng khoa.
À, bữa nay gặp cháu nó hỏi lại 33 chữ đời của Đức Phật chùm. Nhưng mà thưa quý vị, cộng đồng mạng tôi chỉ thuộc hai mấy chữ thôi. À, bữa nay có dịp nên đờn lại cho quý vị nghe. Ta về khải lại bản đờn tử kỳ có thấu thất sơn hẹn hò. Đờn kêu bớ hở là trò thiền kề bến hậu hát hò dòng sông. Đờn kêu tìm kiếm lão ông trở lợi đất đồng thứ nghiêu. Đờn kêu trò chới đánh liều, âm dương giấy loạn khó hầu thoát thân. Đờn kêu lập lại phong thần, châu hưng diệt trụ trọn dân lương hiền. Đờn kêu sao xiến nào yên, bàn môn giấy loạn tranh quyền. Để dư quý vị thấy bàn môn giấy loạn không? Ulana. À, Bô Tiên đánh với Ulana là bàn môn giấy loạn tranh quyền đế dương. Đờn kêu Di Lạc Phật Dương diệt tà lập chánh hai đường chẳng sai. Đờn kêu chỉ hướng tay tài của ông bạch sĩ hôm mai ra đời. Đờn kêu như ghéo như mờ nam nhi chi khí tìm thờ vua cha. Đờn kêu hè đến không xa non ngòn biển cạn châu qua cài bừa. À, có một chữ đờn này mà độc đáo quý vị. Đờn kêu tu sĩ sửa mình, và mấy tu sĩ này gán sửa mình nha. Tùng quân vốn thiệt họ Bình chuyển cơ. Đờn kêu đừng có ngồi chờ, ai mà hiểu đặng cần thơ thầy về. Đờn kêu hết nhục tới dinh, tùng quân lai láng cạn trình sát đâu. Đờn này đờn của lão ông, không dây không khuyến cũng không quán hờn. Ai người hiểu gõ tiếng đờn, đừng cho lỗ nhiệm thắt sơn hậu kề. Kèo thiền rước khách đưa về, ai mà giữ đặng hai bề cứu chung. Bồng lai tiên cảnh thung dung, dành cho những kẻ biết dùng lý thiên. Nhất qua hồi trước khai thiên, chưa mở quả dị dưới miền trung ương. Lão đây ở cõi ngũ phương, năm chờ năm từng chờ hạ, hạ tặng tường nào sai. Quân sư ở cõi thương thai, tam quan ngũ đế chuyển sai cũng già. Thích Ca cũng có lão mà, tổ sư Đạt Ma cũng già này đây. Về Nam mới lấy hiệu Phật thầy, đầu nguồn đến cuối lão đây chuyển hoài. Tức là năm vị giáo chủ miền Nam Việt Nam lâm phàm tại miền Nam Việt Nam. Quý vị biết sao mình Phật của mình lâm phàm Việt Nam nhiều không? Tại vì sau này nước Việt Nam chúng ta sẽ là bá chủ thế giới bây giờ. Mà theo ông Cạn Trình Nguyễn Bính Khiêm nói, biển Đông dặn dặm gian tay giữ đất Việt muôn năm vẫn trị bình. Đó. Sau này á, thế giới chỉ còn lại 18 nước chư hầu. À, hàng năm cống lễ ứng hầu hớn ban. 18 nước lai đáo hàng đầu, hàng năm cống lễ ứng hầu hớn ban. Nên quý vị hãy tu lên, mà phải văn ôn võ luyện đem tài ứng pha như Phật chùm chúng ta dạy đó. Chứ đừng có bóc bên đây rồi xước bên kia nữa. Tiền này quý vị ăn không bền đâu, không có được đâu. Cái chỗ nào mình gạt gẫm người ta để đi lấy tiền đó mấy con, thì mình cũng sẽ bị tạo quá đào thải trơn thôi. Cái tiền nào mình làm trơn chánh thì mình sẽ giữ được. Còn đồng tiền mà bắt nghĩa nó cũng sẽ theo tạo quá để mà đào thải mà thôi. Thành thử ra rồi hỏi tiếp đi. Chỗ khác thầy nói là 10 phần hết 7 còn 3 thầy mới về, hay là chỗ khác thầy nói là nước xuôi một máy thầy về là như thế nào hết cô Tư? Nước xuôi một máy là ông Ba Thớ nói. Còn thầy nói 10 phần hết 7 còn 3 hết 2 còn 1 mới ra Thái Bình. Thầy nói 100 mấy đặng ôi thôi 10 người. Mà con biết 100 mà còn phải lựa lại nữa đó. Lựa lợi thì ôi thôi 10 người, mà trong 10 người phải lựa lợi là còn 1, 2, 3 thôi. Tại vì thầy nói lựa cho phải kèo xưa danh mộc, đừng để lầm thợ khéo sơn gia. Bây giờ thợ khéo sơn gia nhiều quá. Cái anh thầy chùa ảnh sơn cái tướng đạo nè, anh tu sĩ mình sơn tướng đạo nè, thì những người đó phải lựa mới được. Chứ nếu ai mà thầy cũng chọn hết thì chỗ đâu mà đứng cho hết. Nên phải lựa. Khi mà mở hội Long Hoa thì mặt đất bằng phẳng, con đi ở trên cái lộ ấy, con như đi trên gấm, trên nhung gì đó. Đó, mà con đi tới đâu là liên qua đua nở nụ cười, rước tôi lưng đóng chào người chơn tu, thế gian thoát trốn ngục tù, thần tiên hiệp mặt thì cù quá long. Đó, thành thử cái hội Long Hoa là phải chọn người thánh đức, người hiền đức mới được dự hội Long Hoa. Chứ bây giờ con thấy thế giới này nó tàn ngang quá. Nếu ai thầy cũng lựa hết thì đâu có chỗ đâu mà đứng. Đó, thành thử ra phải vậy đó. Dạ, thưa Tư, thì sao thầy mình có quyền gì mà không dùng cái đó để ngăn cản chiến tranh hả cô Tư? Không dùng. Không được ha, để chúng sanh trả quả cô Tư. Cái đó là cái quả của chúng sanh, thế giới này tạo lên vũ khí để giết người. Thì đất nước nào tạo lên tiếng nổ đầu tiên, sau này tiếng nổ đó sẽ trở về đất nước đó để mà nổ. Thành thử phải trả quả thôi.
chứ ông Phật không dùng cái quyền di của ông mà để che. Nếu mà ông Phật dùng cái quyền di như vậy để ngăn chặn như vậy thì Đức Phật mình cải lực nhân quả sao? Khi mà thầy hút thuốc để trị bệnh thì thầy nói là tôi cứu căn chứ không cứu số. Tức là quý vị nào mà gặp tôi mà uống thuốc tôi hết bệnh là quý vị đã có căn duyên. Chừng đó quý vị uống hết thì quý vị đã giảm. Còn quý vị tới số quý vị phải chết thôi. Thành thử ra Đức có cái câu mà hồi đó Đức Ông có nhái Đức Bà. Nói bà cả bà tu nữa cho tôi nấm giò. Thì Đức Ông trả lời là ông cả, ông tu thì ông đắc, bà tu thì bà đắc, bắt tu thì bắt đắc. Không ai cứu ai được hết. Rồi lỡ ông chết trước bà cả thì sao? Thì Đức Ông chết trước bà 7 năm. Chừng đó ông, bà ông nấm giò ai? Tôi nói cho ông biết nè, đừng có nói dòng họ của tôi. Ông thần không tu, ông thần cũng chết thôi. Đó. Thành thử không có ai mà sửa đổi lực nhân quả được. Thế giới này họ tàn ngược bao nhiêu. Nên cô Tư lập lại một đoạn này của Đức Phật Thầy Tây An nói mà thầy không ngăn chặn chiến tranh là tại vì ông nói người nào gây tiếng nổ lớn đầu tiên thì nước người đó chiến nổ đó sẽ trở về người đó để mà nổ thôi. Chỗ này tôi quên chút xíu hay nói với quý vị, thành thử ra quý vị mà tạo ra vũ khí để giết người thì quý vị cũng sẽ trả quả thôi. Hay là bây giờ con đi bóc sữa con giật vợ dọc người ta con ăn thì con có thể trả nghiệp thôi, chứ ông Phật không ngừng cái đó được, chỉ có cái người tu thôi. Nên thầy mới kêu mình không cần buồn lo cái chuyện đó, tích đức trời ta trốn hẹn hò đi, tiên cảnh Phật đài xem được gỡ hoàn cầu đến đó ấm cùng no đó. Nên nhắc lại Đức Phật Thầy Tây An ngài nói người làm hung có ai báo bộ, Đức Pháp xưa chủ nghĩa vô lương. Là con nhớ con thằng Pháp đó, với thằng Đức đó, nó đồ hộ với nhau. Đức Pháp xưa chủ nghĩa vô lương, nở hạ lệnh giết người do Thái, chẳng kể chi trẻ già trai gái 2 triệu người bỏ xác đầy đường, chẳng bao lâu thì nó cũng thường mạng đổi mạng, thường là phải trả. Đó đúng lực là câu nhân quả, nói động tâm khó tỏ thêm nhiều, chắc gần đây cũng đổ máu điều thay chặt đất, diệt đàn sắp đến. Nên Đức Phật không dùng quyền di để ngăn được. Chúng sanh tạo nghiệp thì phải trả nghiệp. Bây giờ con trồng cây ớt mà con lại Nam Mô Di Đà Phật cho nó lên cây cà được không? Không, nó cũng phải lên cây ớt mà thôi. Nó như vậy đó. Thành thử ai tu thì người đó đắc. Con cũng không có thể tu dùm được nữa. Dạ, thưa cô Tư, thì trong sám hối của mà ông giảng trình đó, của thầy Tây An đó, đó là chừng nào mỹ thần mất cầu núi cấm quá lầu lộ giả từ đây nay mai nay mai cũng nghĩa là bây giờ núi cấm giờ bây giờ có những cái tượng Phật gì đâu đó phải là lộ không cô Tư? Tượng Phật đó chưa phải là lộ đâu. Khi Đức Phật thầy Tây An ngày tiên đoán chừng nào mỹ thần bắt cầu núi cấm quá lầu lộ giả nay mai, mà Đức Phật thầy tiên đoán đó mới ngày mà mỹ thần bắt cầu là đúng 150 năm. Tại lúc đó ông nói 150 năm là quả y như vậy. Còn núi cấm quá lầu lộ vẻ nay mai thì cái chuyện đó không ai biết được. Cô Tư không dám nói chuyện đó. Nhưng mà cái chuyện Phật mà dựng lên đó là thế gian tạo thôi, chứ không phải là cái chuyện mà núi cấm mà lộ vẻ mà có từ. Cái núi cấm lộ vẻ là con thấy đền vàng châu báu, chứ không phải là như vậy. Đền vàng châu báu, chứ không phải là như vậy. Còn cái này á, là mấy anh nghe anh vậy, cái mấy anh dựng lên mấy cái tượng đó là thầy nói là tạo duyên giả, phàm gian thân giả thôi. Đó, cái đó là đồ giả, không phải là đồ thiệt. Mà khi mà núi cấm mà lộ vẻ đó còn ít lắm con, là 100 mấy đặng ôi thôi 10 người còn lại mới dồn được cái quả, cái báo ngọc đó đó, chứ không phải giỡn đâu. Dạ, thưa cô Tư, thì chỗ khác thầy nói là có 3 tiếng sấm đó cô Minh. Có, 3 tiếng sấm thì có đó, nhưng mà chừng nào thì cô Tư không dám biết. Chừng nào tiếng sấm nổ vang thắt sơn lộ vẻ, đền vàng có vua. Đó, hay là thầy nói thắt sơn thì lộ bản vàng, chư nhu thế giới sắp khắp tràn đến thi. Chữ thi gần chữ sầu bi, bị ham của báo ly kỳ máu gơ. Con biết khi mà sấm vang lộ đó thì cây cột phướng nó dựng lên, là người ta, theo mình nói là cây cột. Đức Phật thì nói, ông Thánh thì nói cây cột phướng, chứ ổng cũng là ông thẻ thứ năm dựng cột đồng nhà Nam chói ánh, cờ phát lên châu đốc núi Sam, các nước qua nó thấy nó ham nhìn châu báu nhà Nam mê mít.
tranh giành nhau cùng là phải chết, đời hạ quân tiêu diệt còn chi, cuộc giả trần nào có mến kia, đô thị giả mến kia lao lý. Nà, thành thử ra cái người mà đọt chững mới coi được báo ngọc đền vàng của núi Ân Cấm. Còn cái người mà tu cứ long nhông hoài, một tay nắm cánh hoa sen hoài, mà tay nắm lấy nhỏ nhen sự đời, rồi cứ đi lừa người ta hoài, à, nói tiếng đi làm đạo mà dẫn đoàn đi, vốn có 600 bán triệu hai, mấy anh đi kiếm gạo ăn thì có, mấy anh nói làm đạo hoài chừng nào mấy anh coi được sấm vang thì lộ bản vàng. Dạ thưa cô Tư, nếu mà núi Cấm mình 3 tiếng sấm nữa chứ đó chết hết hả, có ai báo trước liền chư thần? Chư thần sẽ báo với những người mà chân tu đợt chuẩn. Thầy nói nè, nếu để chờ sấm nổ giang thinh, ông Phật nói mà cái gì không có phải không? Nếu để chờ sấm nổ giang thinh, e bá tánh ăn năn đã muộn, tức là con chờ 3 tiếng sấm nổ rồi là con niệm Phật là Phật không nhiếp thọ nữa đó. Hết kịp đó cô Tư. Có bây giờ là nhiếp thọ nè. Con cứ ngồi gác bỏ muôn viên niệm một tiếng Nam Mô A Di Đà Phật mà cõi lòng không bấn loạn, trừ được 84 trọng tội sanh tử. Đức Phật A Di Đà khẳng định với mình, nếu phút lâm chung ai niệm được một hồng danh của tôi từ một niệm cho tới bảy niệm, nếu tôi không rước người đó về cảnh giới của tôi thề chẳng thành Phật. Mà Đức Thầy cũng thề nè, Đức Thầy cũng hứa như Đức Phật A Di Đà, thương trần ta cũng gán thề, đặng cho bá tánh liệu bề tu thân, tu hành mà chẳng được đức ăn thì ta chẳng phải sát thân người đời. À, ông Phật ông thương mình dữ lắm con nên ông mới thề. Chứ cái lời thề là ở dưới trần gian mình là lời thề giả dối không à. Lũ giả dối thường hay thề thốt, nó chẳng tin thần thánh là gì. Đó, tâm kẻ hung làm chuyện cố lì. Thì theo Tư nói vậy là mình còn tu kịp không Tư? Bây giờ con vẫn tu kịp nè. Khi nào 3 tiếng sấm nổ thì chừng đó con tu không kịp nữa. Chừng đó con bị ác thú nó sát phạt rồi làm sao tu kịp nữa. Má. Chừng đó gắn gít gì mảng xà vậy trên gừng nó xuống hết trơn luôn. Rồi sao tu kịp nữa. Dạ thưa cô Tư, thì sẵn hỏi luôn là có cái câu của Thầy An á, nói là chừng nào hai lộ không xong thì ông trở về. Bây giờ cái lộ dân giáo với cái lộ kia giờ nó không xong nhưng mà nó gần rồi đó cô Tư. Đó là ngụ ý là ai cái lộ dân giáo, lộ giáo dân này, năm vị giáo chủ phải trở về một ông để định ngôi phân thứ, tức là Đức Quỳnh giáo chủ chúng ta trở về. Mà Đức Quỳnh giáo chủ chừng đó đó, con biết ông là ai không? Phật Di Lặc tái thế anh hùng, Quan Âm mướn hiện tương cùng bá gia. À, chứ không phải là không có đâu. Tại vì ngài mở đạo được thì ngài phải trở về để mở hội, chứ không phải mở đạo rồi đi luôn như những người ta đồn đón. Tại vì năm vị giáo chủ miền Nam Việt Nam chỉ có ông Đoàn Minh Quyên là Phật Thầy Tây An thôi. Nên ông mới nói là 7 năm hoằng hóa độ sanh linh, đắc diệt trùng trùng khổ chiến kinh, chuyển kiếp năm đời khai chánh pháp, dung gươm hành đạo kiến thanh bình. Đó, thành thử ra ông có sứ mạng phải trở về để ban và thưởng. Xử những kẻ hung hăng tồi tệ. Người hung hăng là người ngoài đời, mà tồi tệ là những người trong đạo, biết lực đạo mà không chịu nắm lực đạo. Đó, là những người này tồi tệ. Xử những kẻ hung hăng tồi tệ, thưởng những người trung nghĩa vẹn toàn. Khi mà con được vô hội lâm qua để dự hội đó, chân cơn tu trên trán là phải có dần 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 dần. Ông Thánh ông nói bập bồng, thần quốc bập bồng là nơi chiến địa máu hồng chảy lan. Cái giặc tần này á, ổng nhỏ xíu rồi, ổng không làm gì được nước Việt Nam mình hết, nhưng mà ổng bắt tay với thằng Trung Quốc này. Nhưng mà máu hồng chảy lan. Vậy là khi nào chiến tranh là phải qua cái con đường đó hay như thế nào cơ? Thì khi mà chiến tranh tần khởi thì phải qua cái lộ dân giáo. Nhưng mà chừng nào thì cô Tư không biết. Cô Tư chỉ nghe lời ông Thánh ông nói lời thôi, với ông Phật ông nói thôi. Thành thử ra Phật Thánh Tiên đông độ lướt sang miền Nam địa phân chia đẳng cấp. Nước cờ mới nay đã khởi sắc, chỗ tài hai mấy biển lấp non giờ. Dưới cùng trên ảm đạm khí trời, cả thế giới mưa hòa gió thượng. Mấy con gán tu đi để dự hội long qua là sống cái đời mưa hòa gió thượng. Tạo nền móng khánh quân đặt dựng nơi chiều ca mới gầy dựng tôi hiền. Đó. Giờ hát câu thiên lý dị nghiêng, nên còn đãi thiên quay nấy định. Tỏ tình đời ít câu cung thỉnh, mong khán quan vào cửa xem tù.
cỏ cùng cây điểu thú chim muôn nhân với vật quần lai bụng thánh. Đó mới biết ai là Phật thánh, ai thảo hiền, ai lỗi đạo nhà nghe. Chứ bây giờ mình tu mình lỗi đạo nhà quá nhiều rồi đó con. Từ cái ông thầy chùa ông lỗi với Đức Thích Ca, mà từ cái ông tu sĩ mình ông lỗi với Phật giáo Hòa Hảo chúng ta. Ai thảo hiền, ai lỗi đạo nhà. Đồng hát câu phụ tử khải ca, chúc trăm họ muôn nhà thành thơi. Mấy bồ đào gụ thánh trà tiên, muôn năm cộng lạc chú hiền tôi chung. Mà con uống được cái gụ bồ đào đó mới hay. Chứ đừng có uống cái gụ thế gian này, qua sông thì phải có đò làm chai, không nhậu cặp giò nó gung hoài. Uống cái gụ này nó không có đưa mấy quý vị đi đâu được chứ. Dạ, thì bước qua cái năm thìn này diễn biến là nước ngập này kia, có đúng như cái lời tiên tri của thầy mình không tư? Năm thìn bước tới hỡi dân ơi, thế dưới chiến tranh nổ khắp hùng. Thầy tả cái năm thìn là theo cái người tu đó, thì người ta thấy là người ta đau khổ. Con thấy nè, mới có mùng 1 Tết thôi là ngập mấy tỉnh, phải không? Cái chuyện ngập đó thì diễn biến cách sao thì mình không có nói đi. Rồi bây giờ gạo lên giá nè, em út thì thất nghiệp nè, không chỗ làm nè, Bình Dương thì giải thể nè. Con thấy khổ không? Mà thầy nói đó, thì bây giờ đói với nghèo sắp đến bây giờ. Vì thương đời nên lão kể sơ, cho thiện tính gõ lời Châu Ngọc. Nước Nam Việt ai là thằng ngốc, người đời nay ốc mượn hồn. Đó, khi mà ba tiếng sấm nổ rồi con ly đửng đửng ngoài đường với con không tu. Mà ông bà thớm nói, buộc vạt áo mới biết vợ chồng, ngủ mê thức dậy cách lòng phân hai. Mày thương quá cái mày buộc nhau đi, sáng mày cũng gứt ra mạnh ai mới đi. Đó, thành thử ra phải tu thôi. Dạ con nghe nói kỳ này mà tu mà không tu là tiêu sắc chứ không hả? Cũng tiêu. Yeah. Tại vì đời hạ quân mặt tặng này là phải xử hết. Nhưng mà cái tội con vẫn chẳng phải ở dưới để trả quả, không có ba không có già mà tha cho con cái tội nha. Còn tiêu xác tiêu hồn tức là không còn đầu thai nữa. Rồi bao nhiêu năm nữa mới trở lại đầu thai. Theo Đức Thầy Ngài nói là muôn thu, con biết muôn thu là bao nhiêu thu không? Không biết nổi đâu. Thiên định nhất kỳ. Rồi hạ quân xác lệnh khai kỳ long qua là cái người mà không tu đó thì đỏ hết. Thành thử ra không còn đầu thai nữa thôi. Nhưng mà tội thì con phải ở dưới địa ngục để chầm luôn. Tại vì nếu mà tội mà tha nữa thì đời này người ta bẻ họng, ta cướp giật, ta giết với nhau hết, người ta bị được tha đâu. Không có được. Không có tha những kẻ đó được. Dạ, thưa ông Tư, như trong giáo lý của thầy đó có để 4 câu. Thầy nói là ráng trì tâm tưởng niệm tâm thâu, nằm đi đứng hay ngồi chẳng chấp, việc biến chuyển thiên cơ rất gấp, nên chúng ta hãy ráng tu hành. Nguyễn là Đức Thầy nói đồng văn này vừa có tu hiền mà vừa có thiết biến chuyển của thiên cơ rất gấp là như thế nào? Tôi mơ là Phật. Ráng trì tâm tưởng niệm canh thâu, tức là mình đi đứng nằm ngồi. Khi con rảnh thì con ngồi, khi con không rảnh thì con đi đứng, con vẫn niệm Phật được. Ráng trì tâm tưởng niệm canh thâu, nằm đi đứng hay ngồi chẳng chấp, việc biến chuyển thiên cơ rất gấp, khuyên chúng sanh hãy ráng tu hành. Thành thử ra khi mình thấy cái thời cuộc rồi, cái biến chuyển rồi, cái thiên cơ này cũng lộ hết cho mình thấy rồi. Vì chỗ đó đó, ai mà sớm biết ăn năn quầy đầu hướng thiện bằng thân giúp giùm, thầy hứa với mình. Còn nếu mà không mà chịu mà tu gấp gấp, không chịu mà ngồi trì tâm tưởng niệm canh thâu đó, thì sợ là văn không ôn, võ không luyện thì không đem tài uống pha được. Mà quý vị ơi, quý vị gán tu đi quý vị, kiếp này là kiếp chốt rồi, thầy nói nào quản sắc thân kiếp chốt này đây. Há lại tiếc chi thân phàm tục, không vì tình cốt nhục tương thân cũng ủng hộ chở che cho sát phàm bớt nội tự hình. Tức là thầy mình thương mình lắm, mới lâm phàm giải thế. Chứ sao ông không ngồi ở ngôi chánh đẳng chánh giác, mà còn len lỏi xuống chốn hồng trần đang chịu cảnh chê khen. Vì lòng từ ái chứa trang thương bất tính tới hồi tai họa, Phật Dương là chỉ gõ mái diệu quyền, chuyển hội lập hội long qua chọn những đứng tu hành cao công quả. Đó, thành thử ra ông Phật ông thương mình, nhưng mà ông phải vắng mặt thôi để đo lòng tín đồ, ai siêu ai ngã ai bền, lập lừa gạo cội lập nền quốc gia. Chứ thầy ngồi đây hoài mấy con đâu dám bỏ thầy đi chỗ khác. Vì cái chỗ vắng mặt đó mình mới lầm chỗ khác, mà lầm tà đạo là nhân hư bất dụng nha mấy con. Chữ bất dụng là đổ bỏ không có xài đó. Đó, bây giờ tôn ai thì tôn đi, nhưng mà lầm là bỏ hết á, chứ không có gì mà gọi là xa nữa. Dạ, thưa cô Tư, như thầy nói là sai bốn bữa ấy là quy tắc của cái cùng giác chúng sanh.
thì bốn bữa này mình ăn không ăn bữa mình ăn một ba ngày gì đó mình tu, không có về được mặt họ liên quan cũng được. Chay bốn bữa ấy là quy tắc, là quy tắc vào đạo của kẻ khùng chỉ dắt chúng sanh. Nếu mà ông Phật mà ông mở đạo á, ông dạy con ăn chay trường mới vô đạo được thì mấy con không vô đâu, tại mấy con ăn đâu có nổi đâu mà vô. Nên ông mới nói là chay bốn bữa ấy là quy tắc, nhưng mà con đừng có cứng ngắc cái chỗ bốn bữa đó mà con ăn hoài. Nếu con cứng ngắc mà ăn chỗ bốn bữa đó hoài con không bước lên nữa, thì ông nói là của kẻ khùng chỉ dắt chúng sanh. Mấy bà muốn ăn bốn ngày thì mấy bà trở lại làm chúng sanh đi, tại vì mình còn ăn mạng người ta nên mình không có thể giải thoát được. Nên đời này á, mình muốn giải thoát thì đừng nên gieo nghiệp nữa. Bây giờ á, mình giết một mạng người để mình ăn, hay là mình tự có tiền để đi mua mà bắt người ta giết, thì mình 70%, người ta chỉ có 30% thôi, vì người ta nghèo quá người ta mới nghe lời mình để người ta sát giết người đó, người ta bán cho mình ăn. Thì cái người mà có tiền cầm đi mua là người đó 70%, cái người mằng chỉ có 30% thôi. Thành thử ra cái mạng của người ta quý vị còn sát giết thì quý vị không có đắc đạo được. Nên khi mà quyết định cho quý vị là chay bốn bữa là chay quy tắc vào đạo, khi quý vị tu mà quý vị thấy con vật nó cảm thấy thương, thấy tội nghiệp nó, thì quý vị bỏ nó, quý vị không ăn, thì quý vị sẽ bước lên chay trường chứ không có gì lạ. Chứ nếu mà vô mà kêu ăn chay trường mới cho vô đạo thì sao quý vị dám vô đó. Nhưng mà tu thì phải lên, chứ tu mà không có xuống. Thầy nói chiến tranh thảm khốc toàn lê thứ, thầy con biết toàn thế giới rồi. Thư nổi bá gia cảnh lạc lầm, còn cảnh thảm khổ chiều mai sẽ đứt, sao dân còn chiếu mến trần mê, rồi mắt nhìn ngoại quốc thảm thê, nam bang cảnh khổ cũng kề bên tai. Đó, ông Phật ổng có quyền dạy cả thế giới này, có quyền quyết định cả thế giới này, nhưng mà để cho họ trả quả, họ sát phạt với nhau. Nên sau này ông Thánh ông mới nói một câu là giặc dậy lăng xăng giặc dậy, đánh nhau tầm bậy đánh nhau. Nước nào ở đâu đánh đó, dặn nghèo thấy ngó dặn nghèo. Người chết bá bèo người chết. À, đâu đâu tan nát tan đát, đâu đâu nói cho mà gầu. À, thành thử ra sau này nè, thí dụ bây giờ cái đất ông đó ổng là tổng thống Mỹ đi, cái ông binh ông Putin đi, ông giúp đỡ ông Putin, mà cái ông phó của ông thì không chịu ông Putin mà muốn giúp đỡ cho ông kia, thì hai ông cãi giả nhau thì nước ổng đánh nước ổng. Nó giặt dậy lăn xăng là gì, nó sát phạt lẫn nhau hết trơn. Thành thử ra để lọc lừa gạo cội như son rõ điều, chứ không phải là thầy nói nước Việt Nam không. Nước Việt Nam mình nhầm cõi trung ương, sao sẽ có Phật tiên thấy thế. Mà sau này Việt Nam mình lấy hiệu là hàng năm cống lễ ứng hầu hớn ban, mới sau này lập hội Long Hoa, nước Việt Nam mình trở lại là hớn ban. Chứ không phải mà đơn giản mà ai muốn về thì về, ai muốn lập thì lập đó. Lập rồi cái hội Long Hoa đặng coi hiền đức được là bao nhiêu, gian tà hồn sát cũng tiêu, thảm thương bá tánh kính kiều ruột đau. Đó, ông Phật ông thương mình, ổng mới lâm phàm để dạy thế. Chứ không thương thì nếu bỏ trắng thì bây giờ thế giới này nó loạn. Cái người tu đó có thể thoát được. Thoát là gì nè? Theo cô Tư biết cách đây mấy chục năm ha, thì ở bên Trung Quốc á, nó bắt 100 trẻ em, mà 50 đứa thì cho ăn chay, 50 đứa cho ăn mặn, để thử vũ khí hạt nhân liên tử á. Thì khi mấy ông bắn ra thì 50 đứa ăn chay trên 3 năm nha, thì không bị nhiễm khí độc, mà 50 đứa ăn mặn thì lại nhiễm. Đó, thành thử cái chỗ con ăn chay là cái lòng con đã thiện rồi, tâm từ bi rồi, con mới tránh được cái hạt nhân này, con mới tránh được cái độc hại này. Con thấy y gút không, cái người hung thì họ chết phải không, mà mấy cái bà bạn tao hồi đó nghe đi lợn nhà mấy bà phát tay không cho vô nhà, mà gốt cuộc mấy bà dính ép không không tao đi tá lả mình chừng tao không dính gì chứ, là tại vì con y gút nó tha mình thôi, chứ nó trên không khí mình biết nó đâu mình chết nó vậy đó. Nhưng mà con niệm từ bi thì giặc kia sợ, nó là giặc trời đó. Thầy nói dương trần sắp dướng bệnh trời từ đây, mà con niệm từ bi thì giặc kia cũng sợ. Dạ. Yeah. Ổng không vô mình thôi. Dạ, thưa cô Tư, thầy nói là trong một giáp thân cần chi tính muốn làm hiền đến ngày tình thang, thì có phải là giáp này là càng cuối không cô Tư?
cũng vậy mà không phải vậy nữa. Mà cô Tư cũng nắm rõ lắm, thiệt thiên cơ bắt khả lộ cô Tư không dám nói. Nên trong một giáp ăn cần suy tính muốn làm hiền gán nhịn đường thang. À, cô mình cũng gán nhịn cái lắm mà nhịn không nổi con ơi, nên phải than. Đến đây là buổi tai nàng tam thiên lục bá khắp tràn hại danh. Con biết thầy đã nói 3.600 mối đạo tài ra đời, con dẹp làm sao mà nổi. Thí dụ bây giờ con dẹp chỗ này chỗ khác nó nổi lên thì kệ ta đi, bây giờ thôi mình đóng cái kệ mình để lên, mình lo mình đi cho chắc ăn. Chứ nói nhiều quá xe lơ tình nghĩa, chữ hiền lành trao chĩa sơ xong. Thử ra bây giờ cái gầm tháng giêng này, bữa nay là người ta đi đuối rong lắm đó, ngày mai có thể người ta trở về. Tại vì sáng cô Tư qua đó thấy đoàn mà đi núi nó quá càng nhiều rồi, xe lớn lớn cơ mà. Bây giờ người ta ưa tìm Phật ở trên non lắm. Ta có tìm Phật với đồng bằng sông Cửu Long này nữa. Nên có mẫu chuyện ngày xưa có cậu bé này nói tìm Phật thì chắc Phật ở trên núi. Nên đi một ngày trời trên núi á. Cái gặp cái ông tiên giả xuống nói này cậu bé, đừng tu tượng cốt hết đồng trở về lại kẻ ẩm bồng ngày xưa. Nhà ngươi đi về đi. Nhà ngươi muốn gặp Phật thì chừng nào mà nhà ngươi gặp ai mang dép trái qua chân phải, dép phải qua chân trái thì người đó là Phật. Thì ông về ông kêu cửa. Thì mẹ ông mừng quá mới xỏ đôi dép chạy ra mở cửa cho con, thì xỏ dép trái qua chân phải dép trái. Ông mới nhìn xuống ông gặp thì ông ôm nói trời ơi đây là Phật rồi chứ còn đi đâu nữa mà tìm. Đừng có tìm ở trên non núi nữa. Bây giờ nè, Phật tại tâm tức là trong nhà mình có vị Thích Ca Mâu Ni Từ Phụ là cha mình đó. Mà mẹ mình là Phật Bà Quan Âm. Đừng tu tưởng cốt phết đồng, tức là mấy ông sư này ông phết đồng phết vàng trở về lại kẻ ẩm bồng ngày xưa. Nên thầy mới kêu mình á đắp xi măng sơn phết đặt tên Ngục A Tỳ dựa kế một bên chờ những kẻ tu hành giả dối. Hồi đó giờ con có thấy bà Phật Quan Âm bả hiện lần nào không? Chứ cô Tư không thấy rồi đó. Nó mà người ta dựng lên ta nói bà này Quan Âm, ông này Thích Ca, ông này Di Lặc thì mình cũng nghe theo vậy thôi. Bởi thầy Đức Quỳnh giáo chủ mình không cho tạo lại gì má. Chừng nào mình tu đắc quả đi mình về trên kia mình mới gặp được. Chứ bây giờ ở phàm này là Phật giả không à, bây giờ tạo duyên giả không à. Kết lại đi bây giờ cái diễn biến cái năm gồng này như thế nào, cô Tư nói rồi khi người ta tu cái là cái... Thưa quý vị, năm gồng này thì thầy nó bước tới hội hở dân ơi, chữ hở là quý vị thấy thầy than rồi đó. Nên quý vị phải tu gấp gấp lên mới được. Quý vị hãy làm từ thiện nhiều vô mà chính bàn tay quý vị làm, đừng trao cho một người nào đó. Họ có một dầu cho quý vị trao cỡ nào đi nữa, họ có số vận động hết trơn quý vị, họ hay lắm. Nên quý vị tự tay mà làm. Thầy kêu hát kêu bớ kẻ giàu sang, mau mau làm phước làm gian cho rồi đó. Hay là hãy giúp cho kẻ đói mới nhầm, đến loạn ly khổ hạnh khỏi lâm, còn hơn đúc chuông đồng Phật bự. Quý vị hãy mở hồi bao ra bố thí, mà làm với cái tâm của mình, đừng gỡ qua trung gian người nào. Cái người trung gian á, họ không có thiệt với quý vị đâu. Họ đủ cách sắp để họ lấy hết trơn á quý vị ơi. Họ hay lắm quý vị, họ có thể lừa cộng đồng mạng được đó. Nên quý vị thấy chỗ địa phương nào quý vị ở đó mà có những mảnh đời bất hạnh đau khổ, quý vị hãy giúp cho người ta đi. Quý vị mới tránh được cuộc nước lửa này. Chứ năm gồng này là khổ lắm rồi đó. Rồi thì năm tới là gắn bò giáp giới đảo điên dương trành. Chừng nào có ngựa, có lăng, có quy, có phụng, có quân, có thần. Hay là chừng nào chừng nào đá nổi mà gông chìm, đá mà nổi mà gông thì chìm. Hồ khô sông cạn ngựa tìm về quê là con tìm thấy cha đó. Là các nước ở trên thế giới này họ sẽ về quê hết. Đó, thì quý vị thấy cảnh khổ đó như thế nào rồi. Nó khổ dữ lắm rồi, quý vị nên tu đi. Tu là chắc ăn nhất rồi chứ không còn gì nữa. Để giải mã cho cuộc đời của mình, để khỏi lao khổ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Lễ phép kính chào quý vị cộng đồng mạng. Thank you.